Mến chào anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh của mình. Đây là món tráng miệng mình vừa mới làm xong. Hôm nay mình làm món tráng miệng này từ rau câu ha. Cách làm thì rất là đơn giản, cho ra được cái món tráng miệng thơm ngon, đẹp mắt và thanh mát như thế này. Món tráng miệng này thì mình có thể đãi trong những buổi tiệc nè, hay có thể làm cho gia đình dùng như là cái món bánh ăn vặt, ăn chơi rất là ngon và thanh mát luôn ha. Để làm món tráng miệng từ rau câu hôm nay thì đầu tiên mình có các nguyên liệu như sau ha. Ở đây thì mình chuẩn bị một bịch rau câu hương dâu như thế này. Rau câu thì tùy các bạn thích rau câu dẻo hoặc rau câu giòn thì các bạn có thể chuẩn bị theo sở thích của gia đình mình ha. Và ở đây thì mình có sữa tươi nè và nước lọc. Ở đây thì rau câu này người ta có pha sẵn cho mình nè. Mình mua rau câu này thì mình mua trong siêu thị thì các bạn có thể mua ở trong các tiệm tạp hóa đều có. Rau câu hương dâu này thì nó có cái màu trắng. Để mình làm cái màu trắng sợi. Nếu các bạn làm rau câu giòn và rau câu dẻo, nó có cái màu trong thì các bạn có thể pha sữa hay nước cốt dừa thêm để cho mình tạo cái màu trắng nha. Và đây là cái bịch màu có sẵn ở trong cái phần rau câu. Đầu tiên thì mình sẽ cho rau câu mình ra cái nồi để tí xíu mình cho nước vào trước để mình ngâm. Trong bịch rau câu này thì có hướng dẫn sử dụng cho mình, nhưng mình sẽ làm ít cái phần nước lại một tí xíu để cho cái phần rau câu của mình á mau đặc hơn và nó có cái độ giòn hơn. Mình cho nửa bịch rau câu này thì mình cho khoảng 200 ml nước là được. Rau câu này thì người ta hướng dẫn là một bịch á, thì mình sẽ dùng là nửa lít nước, nhưng ở đây mình dùng nửa bịch thì mình dùng khoảng 200 là được. Thì mình giảm thêm một tí xíu, vậy tí xíu nữa mình còn cho thêm sữa nữa ha. Rồi thì mình sẽ khuấy đều ra và cho lên trên bếp. Mình khuấy rau câu cho nó đều tan như thế này và mở lửa nhỏ, khuấy khoảng 5 phút là được nha. Sau khi khuấy khoảng 5 phút thì bây giờ mình sẽ tắt lửa. Rau câu này thì nó đã có cái màu trắng rồi, nhưng mình muốn cho cái phần rau câu nó béo hơn thì mình có thể cho sữa tươi hay có thể cho nước cốt dừa đều được. Ở đây thì tí xíu mình sẽ cho thêm một ít sữa tươi như thế này. Sữa tươi này thì mình đã hòa tan thêm một ít sữa đặc có đường để cho rau câu của mình nó có cái vị ngọt và béo ngon hơn. Còn rau câu màu trắng đã xong rồi, để một bên cho rau câu nó nguội đặc. Rồi tiếp tục thì mình sẽ đi ngâm rau câu để mình làm màu. Để làm màu rau câu thì ở đây mình chọn rau câu giòn. Bịch rau câu này có trọng lượng là 25 g, nhưng mình không có dùng hết. Nếu các bạn dùng nhiều thì các bạn có thể dùng hết bịch rau câu này cũng được nha. Thì mình sẽ dùng một muỗng ăn canh như thế này. Muỗng ăn canh dung này mình đổ là khoảng 6 g. Rồi thì tiếp tục mình cho là 300 ml nước vào. Vì mình không có hay cân trọng lượng nhỏ nên mình dùng cái muỗng ăn cơm á, mình lừa một muỗng dung như vậy thì mình độ khoảng 6-7 g nha. Rồi thì cho nước vào, mình khuấy cái phần rau câu này cho nó đều ra và mình để cho nó nở khoảng 10 phút. Lúc này thì mình sẽ cho đường vào luôn. Đường á thì mình dùng 3 muỗng ăn canh. Thì các bạn thích ngọt hoặc nhạt như thế nào mà các bạn có thể điều chỉnh. Tuy nhiên mình thấy cái phần rau câu này thì làm nó hơi ngọt ngọt tí xíu á, thì sau khi mình làm xong á mình còn bỏ trong ngăn mát tủ lạnh á thì vị nó sẽ vừa ăn hơn. Lúc này thì cái phần rau câu màu trắng đã đặc rồi này các bạn, vì mình dùng quạt gió mình quạt á nên cũng rất là nhanh. Giờ rau câu nó vừa dẻo vừa mịn nè. Rồi thì mình sẽ dùng cái dao mình cắt mỏng cái phần rau câu này ra, để tí xíu đó thì mình sẽ tạo thành những cái vân màu rất là đẹp mắt. Mình có thể dùng dao hai lưỡi mình cắt mỏng, hay các bạn có thể dùng dao bình thường cắt mỏng ra gì cũng được nè. Cắt mỏng thì cái vân rau câu mình sau khi đổ xong á thì nó sẽ có từng vân rất là đẹp. Rồi bây giờ mình cũng đã sắt xong rồi. Xếp vào trong một cái khay như thế này. Các bạn có thể xếp thưa hơn mình nha. Ở đây thì mình xếp hơi dày. Thì xếp thưa á, sau khi mình đổ á, thì nó sẽ xen kẽ màu trắng, màu hồng hoặc màu xanh. Thì nó sẽ nổi hơn.
Rồi lúc này thì mình sẽ bắt cái phần rau câu mình ngâm lúc nãy đó, lên nấu sôi khoảng 5 phút là được. Mình cứ từ từ mình khuấy cái phần rau câu này. Không cần mở lửa lớn nha các bạn. Sau khi khuấy khoảng được 5 phút thì mình sẽ cho cái chén để mình tạo màu. Màu thì các bạn có thể dùng màu lá cẩm hoặc màu lá dứa, hay các bạn cũng có thể dùng màu thực phẩm. Ở đây thì trong bịch rau câu nó có màu hương dâu như thế này thì mình sẽ dùng cái màu hương dâu này luôn. Cái màu hương dâu này thì sau khi mình khoa xong á thì nó có cái mùi dâu thơm và cái màu nó cũng rất là đẹp. Mình sẽ cho vào trong cái khay này. Lúc mình sắp rau câu màu trắng vào trong khay thì mình chừa lại một ít để tí xíu nữa mình sẽ để lên trên mặt và mình tạo cái phần vân nha. Lớp rau câu này đổ dày hay mỏng thì tùy theo ý thích của từng bạn. Ở đây thì mình đổ khoảng gần 3 phân. Xong rồi thì mình sẽ lắc cho cái phần rau câu nó đều với nhau. Rồi mình lấy đũa đó mình xới tơi cái phần màu trắng nhẹ lên để khi mà rau câu của mình nó thành phẩm đó, thì nó sẽ có từng vân đều với nhau. Và một ít phần còn lại thì mình sẽ sắp lên trên mặt như thế này. Nếu các bạn thích cái phần da màu trắng nhiều thì các bạn có thể làm màu trắng nhiều hơn. Sau khi mình cho vào như thế này nè, rồi câu đặt lại á, mình cắt ra thì nó có từng vân rất là đẹp. Rồi lúc này thì rau câu nó đã đặt rồi nè các bạn. Mình dùng quạt gió mình quạt lên rất là nhanh. Lúc nãy khi đổ còn dư một ít rau câu thì mình cũng có đổ thêm màu xanh. Nhìn rất là đẹp luôn các bạn, nó có từng vân như thế này nè. Đây, cái thành phẩm của mình đây. Nhìn rất là đẹp luôn đó các bạn. Rau câu thì nó có cái màu trong suốt nè, rồi nó có cái từng vân nổi với nhau đó, nhìn rất là đẹp. Và sau khi mình dùng thì rau câu này nó có cái độ giòn giòn giữa cái mùi thơm của sữa nè, rồi cái mùi thơm của dâu tây, rất là ngon luôn. Các bạn có thể làm những nước cốt dừa cũng được nha. Rau câu thì nó rất là thanh mát, và mình đổi cách làm mới này thì giúp cho rau câu của mình đó nó hấp dẫn và nó lạ miệng ngon hơn. Các bạn có thể làm đãi đám tiệc nè, hay các bạn có thể làm cái món ăn vặt cho gia đình ăn chơi, rất là thanh mát, rất là ngon luôn ha. Nếu anh chị và các bạn thích món rau câu này và thích cách làm này thì hãy thử và biết làm cho gia đình mình dùng nha. Và đừng quên nhấn cho mình một like, một đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra clip nha cả nhà. Mình xin chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo nữa nha.